Xin chào các quý vị và các bạn đã đến với channel Cảm Sạng Nguyễn Ngọc Sơn của chúng tôi. Và tôi là tiến sĩ chuyên gia cảm sạng tại Cộng hòa Ba Lan, Nguyễn Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam. Hôm nay tôi xin được đưa đến gửi tới các quý vị và các bạn một phương pháp luyện thiền nạp ba chữ ôm ạ hùng vào cơ thể của chúng ta. Và như tôi đã nói trong ba cái chương trình luyện thiền Việt tĩnh lặng trước đây, đó là cái phương pháp nạp chữ này để các quý vị tránh được cái sự mà không được gắn kết hoặc là bị phân tán tư tưởng trong khi thiền, hoặc là các quý vị đang rất là sân hận với những cái việc mà các quý vị và các bạn trong ngày, trong tháng hoặc trong năm vẫn còn tồn dư trong não của chúng ta. Thì cái phương pháp thiền nạp chữ, tức là thiền nạp tất cả các chủng tử của nhà Phật, thiền theo lối, theo pháp của mật tông Tây Tạng, để chúng ta đạt được một cái cảnh giới thiền tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn, để khai mở được tất cả các cái những cái công phu đặc dị mà các bạn muốn mong cầu cho nó nhanh. Thì tôi xin được cống hiến để các bạn có thể thiền đạt được kết quả nhanh hơn. Và tôi vẫn xin nói là thiền là cũng chỉ là một trong những môn tu tập mà thôi, chứ chúng ta chưa phải là ngồi thiền tĩnh đã là giải quyết hết tất cả các vấn đề các bạn nhé. Chúng ta phải có thiền động, chúng ta phải có luyện khí công, chúng ta phải có luyện rất nhiều thứ. Thì đây là tôi đang nói về thiền. Và tôi cũng qua cái video này cũng cảm ơn các minh sư, các sư phụ, sư tổ của tôi của nhiều môn phái khác nhau đã dạy cho tôi và để tôi trưởng thành đến ngày hôm nay. Với lứa tuổi này của tôi chưa phải dùng một viên thuốc nào vào cơ thể và cũng chưa mấy khi mà phải nằm bẹt trên giường. Và các vị ạ, đó là một sự thật. Và một ngày tôi làm việc 14 đến 16 tiếng đồng hồ là chuyện hết sức bình thường. Và kéo dài 13 năm nay khi tôi đặt chân về đất nước Việt Nam, từ Ba Lan quay về Việt Nam để mở ra Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam để hướng dẫn cho hơn 7.000 người đã thoát khỏi bệnh tật và đã chữa cho rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo, đó là những bệnh động kinh 22 năm, bệnh điên 15 năm, bệnh tràn dịch khớp gối hàng chục năm, bệnh đau đầu mất ngủ 15 năm. Nói chung toàn những cái ca bệnh mà gọi là bệnh mãn tính thì tôi đều có thể giúp đỡ và chỉ cho tất cả các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các bạn trẻ là đã vượt qua được chính mình sau khi đã luyện tập môn múa cầu tròn và ngồi thiền động, thiền tĩnh và một số bí pháp nữa. Tôi có giảng dạy trên các cái lớp mà tại hai địa chỉ là số 125 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, và trong thành phố Hồ Chí Minh là 27 Nguyễn Văn Dung, chung cư Splendor B006, phường 6, quận Gò Vấp. Và điện thoại liên hệ trực tiếp với tôi để đăng ký kênh, để đăng ký học là số 0981 559 559. Và bây giờ tôi xin được vào bài luyện. Và hôm nay tôi xin được bật mí cho quý vị các bạn là chúng ta bài luyện số 1 là chúng ta có nạp chữ ôm, đó là chủng tử ôm, đó là đại diện cho năng lực của vũ trụ. Và bài luyện thứ hai là nạp chủng tử ạ, đó là đại diện cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đại diện cho chủng tử thứ ba là chữ hùng, là đại diện cho năng lượng trời và đất. Thì hôm nay là một phương pháp thứ tư là nạp cả ba chủng tử đó, ba chữ ôm ạ hùng vào cùng lúc đi vào được bách hộ của chúng ta. Và như các bạn đã biết, ngồi thiền, trước khi ngồi thiền, thứ nhất ưỡn ngực thẳng lưng, chúng ta để hai tay túm vào gối và ưỡn như thế này. Sau đó chúng ta bắt quyết tam mũi ấn và đưa lưỡi lên hàm ếch trên. Chúng ta hãy thư thái, thư giãn và bắt đầu hơi thở thứ nhất, đưa ba chữ ôm a hùng đi vào đỉnh đầu của chúng ta. Ba chữ này chúng ta hãy tưởng tượng một màu đỏ rực rỡ có ánh kim lóng lánh.
đi qua các lục phủ ngũ tạng, qua tất cả các lỗ chân lông của chúng ta, đi vào, đi ra, đi tới các ngón tay và các ngón chân. Chúng ta hãy giữ hơi thở lại khi khí đã đến các đầu ngón tay và đầu ngón chân. Trong 3 giây, chúng ta hãy lắng nghe nhịp tim đập của chúng ta. Hãy lắng nghe hai quả thận chúng ta đập như thế nào. Và hãy lắng nghe tất cả sự rung chuyển trong cơ thể. Sau đó chúng ta thở ra. Hãy điều khí đi về, quay về ngược bách hộ. Và chúng ta lại ngưng lại 3 giây. Và trong 3 giây này chúng ta hãy lắng nghe cơ thể, hãy lắng nghe con tim mình đập, hãy lắng nghe hai quả thận mình đập, hãy lắng nghe lá gan của mình làm việc. Các quý vị nhận thấy cái gì, các quý vị để ý cái đó trong 3 giây. Sau đó chúng ta lại hít vào nạp 3 chữ ôm a hùm vào cơ thể. Và 3 chữ này vẫn là màu đỏ rực rỡ, có sắc ánh kim đi vào cơ thể. Chúng ta hãy theo dõi 3 chữ này đi tới 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân. Sau đó giữ khí lại trong 3 giây. Và hãy lắng nghe quả tim của bạn, hai quả thận của bạn, tất cả khu vực bàng quang dạ dày của bạn đang rung chuyển như thế nào. Và rồi các bạn lại đưa khí quay trở về huyệt bách hồn. Và cứ như thế các bạn hãy luyện tập cho tôi từ 10 đến 15 phút vào các buổi sáng, buổi chiều sau khi ngủ dậy với các vị cô lão, và buổi tối trước khi đi ngủ. Với những người tu thiền thì các bạn nếu như ngủ sớm trước 11 giờ đêm thì các bạn hãy luyện từ lúc 19 giờ, tức là 21 giờ đến 22 giờ, sau đó vệ sinh cá nhân đi ngủ. Còn các bạn nào muốn nhập tâm và luyện để lấy cái an trụ của âm, nếu các bạn thấy thiếu khí âm thì các bạn hãy luyện vào 23 giờ đến 24 giờ hàng ngày, sau đó đi ngủ. Và bạn nào yêu thiền nữa thì hãy luyện vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng, là lúc 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi sáng, một tiếng chúng ta nạp chữ. Và chúng ta sẽ thấy rất thanh thản khi chúng ta nạp các chủ từ này. Và đây không phải là bí quyết, đây không phải là mê tín dị đoan. Hiện nay có một số người không hiểu về phương pháp luyện. Các vị nên nhớ rằng nếu như luyện mà chúng ta không nắm vững vào các hơi thở, nếu chúng ta không nghĩ về các cái chủng tử này, các cái chữ này, thì chúng ta sẽ hay bị miên man, hay lan man, hay nghĩ vào các việc khác, các cái ngoại lai, các tư tưởng ngoại lai, nó sẽ dẫn dắt trong đầu óc của các quý vị. Và tôi nói luôn, cũng không cần phải nạp ba chữ này, các quý vị có thể nạp một cái gì đó, một cái hình ảnh. Thí dụ như là các vị nhớ về con cái của các vị có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh mà cháu nó cười trước mặt các quý vị, cũng là tốt, không có gì sai cả. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta để mà tập trung cao độ và chúng ta đạt được một cái công phu thượng thặng về luyện thiền, thì tôi nghĩ rằng là những cái trục tử này là những cái chữ năng lượng để mà giúp chúng ta vô hình chúng ta đạt được cái khai mở tất cả các luân xa, chúng ta có thể tự chữa bệnh cho chúng ta khỏi lúc nào mà chúng ta không biết được. Và cái đó là cái bí mật của mật tông Tây Tạng, và hiện nay là tôi cũng là người bật mí lại cho các vị các bạn thôi. Và tôi cũng rất cảm ơn các minh sư đã dìu dắt tôi trong những năm qua, cảm ơn các sư phụ của tôi. Và tôi nguyện là luôn luôn luyện tập thật tốt và để khỏi mất lòng các sư phụ, để các sư phụ phải buồn. Và tôi vẫn sống với một cái phương pháp là ngày tập, tối tập, và hướng đạo cho mọi người để luyện tập phương pháp đó là cảm xạ năng lượng chữa bệnh không dùng thuốc, qua hai cái địa chỉ ở Hà Nội là 125 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, và ở trong thành phố Hồ Chí Minh
thì tôi có địa chỉ chi nhánh của viện, đó là 27 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, chung cư Splendor B006. Quý vị các bạn vẫn có thể liên hệ và đăng ký học, hoặc có cái gì đó mà muốn trao đổi với chúng tôi vẫn theo số điện thoại không thay đổi, đó là 0981 559 559. Và các vị có thể xem thêm trên các cái website của Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam, đó là www.nguyenngocson.vn. Chúc các vị và các bạn một ngày thật vui vẻ, và chúc các vị luyện tập thành công. Và ước mơ của tôi chỉ là các vị làm sao thật thành công, đó là tôi đặt ước mơ. Tạm biệt và hẹn các quý vị đến các video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn cái chuông ở phía dưới các video, và hãy chia sẻ với mọi người, và đừng quên một nút like để ủng hộ tôi. Mặc dù rất bận rộn nhưng tôi vẫn thường xuyên làm các video này. Chúc quý vị khỏe.